Hai thợ của bắp mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa trên miền đất nước nha. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cách lót cán nền và lót gạch. Mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem cách mình làm như thế nào. Nếu có thấy hay và hữu ích nhớ đăng ký cho mình một like nha cả nhà. Thì hôm nay công việc mình làm thì cái nền này đó là nền đổ bê tông, rồi mình sẽ cán một lớp hồ để lấy mặt bằng, sau đó mình mới lót gạch được nha cả nhà. Thì một lớp mặt bằng hồ và mặt bằng này thì nó độ dày nó khoảng 2 phân, nên mình chọn 10 xô cát cho một bao xi măng để mình cán lấy mặt bằng, để sau đó mình sẽ lót gạch nha cả nhà. Rồi mình cũng mời cả nhà xem mình làm như thế nào nha.
ở đây mình lót theo kiểu truyền thống ngăn cả nhà. Thì cái này gạch 40 nó nhanh rút nước lắm, nên mình không có xài bay gân cưa được nha. Thì mình chỉ tạt hồ dầu và mình sẽ lót xuống thôi, chứ không không cần thiết phải xài bay gân cưa. Tại vì hồ này mình đang cán là nó rất là mềm, nên mình tạt hồ dầu là mình lót luôn nha. Thì gạch này mình lót là mình không có trà gon xi măng trắng nha cả nhà, thì chỉ dùng là xi măng đen luôn, nên mình lót cho nó tràn lên trên luôn nha cả nhà.
cả nhà ơi. Bây giờ mình đã lót xong hoàn thiện cái nền xong rồi nè cả nhà. Theo kiểu truyền thống nha, không dùng keo nha cả nhà. Chỉ dùng xi măng rồi tạt lên rồi lót luôn nha. Nhìn rất là thẩm mỹ nha cả nhà. Rồi, video đến đây mình cũng tạm dừng luôn nha cả nhà. Hẹn cả nhà trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.